2007 là một cái thời điểm mà phải nói là Nhung cực kỳ mê luôn mọi người ơi. Vì đây là một cái khoảng thời gian mà thị trường điện thoại của chúng ta phải nói là rộn ràng nhất trong năm. Và Oppo cũng không hề kém cạnh khi cho ra mắt hai cái em siêu phẩm mới nhất từ dòng Renault. Đó chính là Renault 12 và Renault 12F. Hai em máy cực kỳ trendy và thời thượng luôn. Oppo Reno 12 và Reno 12F, hai chiếc máy rất đẹp với mặt lưng nổi bật theo thiết kế dạng công nghệ độ bóng 3D. Nên là khi sử dụng riêng với em Reno 12 cầm trên tay và mang theo bên mình thì Nhung cảm thấy bản thân mình như là được tôn lên một cái vẻ đẹp cá tính rất là đặc biệt và khác biệt. Còn em Reno 12F thì cho Nhung một vẻ cao cấp của flagship, bởi vì cụm camera của em này khá to và hơi tựa tựa như em Oppo Find N3 của nhà Oppo luôn. Nên là cầm trên tay cảm giác cực kỳ cao cấp và rất là flagship nha cả nhà. Tuy nhiên không, em này là một em máy giá tầm trung nha cả nhà ơi. Cho Nhung một phút quảng cáo cho hai em Reno 12 series này nha. Hiện tại thì Oppo Reno 12 phiên bản 12GB 256GB và Reno 12F phiên bản 8GB 256GB đang được mở bán chính thức tại FPT Shop với mức giá cực kỳ phải chăng, lần lượt là 12.990.000 đồng cho Reno 12 và 9.490.000 đồng cho Reno 12F. Chưa hết, ưu đãi sẽ cực kỳ sốc từ ngày mùng 10 tháng 7 cho tới ngày mùng 9 tháng 8 khi mà các bạn mua Oppo Reno 12 và 12F sẽ được tặng kèm thêm một loa OLED S5 và ưu đãi trả góp 0% siêu hời. Loa OLED S5 này thì cực kỳ ngon luôn nha mọi người. Đèn thì chuyển màu theo nhịp bit cực kỳ cool ngầu. Pin trâu lên đến 1500mAh và chất âm vô cùng sóng động cho các bạn thỏa sức quẩy hè luôn nha. Nếu như mà các tình yêu đã quá u mê hai em này rồi thì đừng ngần ngại gì, click ngay vào đường link bên dưới Nhung có để ở ngay bên phần mô tả cùng tham khảo và mua ngay hai em này khi mà đang có giá tốt nha. Còn bây giờ thì hãy tới phần đánh giá chi tiết hai em máy này thôi. Bắt đầu. Nhắc tới Oppo thì mọi người sẽ nghĩ cái gì đầu tiên ta? Đối với Nhung, ấn tượng nhất khi mà nghĩ tới ngay điện thoại của Oppo đó chính là về phần thiết kế. Và quả thực thì Reno 12 series năm nay không khiến cho anh em làng công nghệ chúng ta thất vọng một chút nào hết. Các bạn nhìn Nhung đặt hai em Reno 12 năm nay cạnh nhau này. Một em thì với thiết kế 3D độ bóng và một em có cụm camera như là flagship. Và như Nhung vừa nói hồi nãy nha, với những cái kiểu thiết kế như thế này á, thì cực kỳ phù hợp cho Gen Z. Riêng Reno 12 chúng ta sẽ có ở đây một chiếc máy siêu nhẹ và mỏng khi mà em nó chỉ đạt 179g khối lượng mà thôi. Và em này có độ mỏng chỉ xấp xỉ 7,25mm. Còn riêng Reno 12F thì mỏng 7,76mm và tổng trọng lượng chỉ rơi vào tầm khoảng 186g mà thôi. Khi mà Nhung cầm trên tay thao tác hai em này thì cảm giác không hề khó chịu một chút xíu nào hết trơn á. Nếu như mà so với flagship thì cũng không thể là 1-9-1-10 được rồi. Tuy nhiên thì đối với một cái máy tầm trung thì hai em này quá là xuất sắc, đủ với ba tiêu chí là mỏng, gọn, nhẹ. Quả thực thì năm nay Oppo đã rất là đầu tư về cái phần ngoại hình cho hai em máy này đây. Đẹp, mỏng, nhẹ mà rất là trendy luôn. Hai em này khi mà mọi người sử dụng á, cầm trên tay mang ra ngoài đường thì cảm giác cũng rất là tự tin nữa. Đừng quên là Oppo đã trang bị cho hai em này quả màn hình phải nói là cực kỳ xuất sắc luôn nha. Cả hai em máy Oppo Reno 12 series năm nay đều được trang bị một màn hình có tấm nền AMOLED, độ phân giải Full HD cộng, kích thước là 6,7 inch và tần số quét lên tới 120Hz. Ngoài ra thì độ sáng của cả hai lên tới 1200 nits. Riêng đối với em Reno 12 thì được trang bị kính cường lực GG7, còn với Reno 12F thì được trang bị kính cường lực RGC DT Star 2. Nhung thấy thì cả hai em này đều có một cái tấm nền cực kỳ xịn sò và chất lượng, nên là khi mà giải trí thì đều cho ra những cái hình ảnh hay là thước phim vô cùng sắc nét và dịu mắt. Các gam màu đều được thể hiện rực rỡ, dù các bạn đang xem YouTube này hay là xem hình ảnh ở những cái giao diện mặt điện của máy á, cũng rất là ok. Và riêng con Reno 12 còn có chuẩn HDR10 cộng nữa nha. Nói về sự khác biệt của hai em này trên màn hình đối với lại con Reno 12 thì em này là một cái con máy có màn hình cong, còn đối với Reno 12F thì là một cái màn hình phẳng nha cả nhà. Còn test trong cái độ sáng studio này hay là ánh sáng ngoài trời thì em này vẫn cho là một cái trải nghiệm màn hình rất rất là tốt luôn nha mọi người ơi. Xem vẫn rất là rõ ràng ở trong một cái ánh sáng quá là chói. Tần số quét của cả hai em này đều lên tới 120Hz, nên là mọi người chơi game mở những cái tác vụ mạnh á, thì vẫn rất là nhanh và mượt nha. Một điểm tiếp theo của Reno 12 và Reno 12F mà các bạn fan của nhà Oppo cực kỳ ấn tượng đó chính là camera của hai em này.
Về mặt thông số thì Oppo Reno 12 trang bị cụm camera chính với cảm biến Sony IMX890 50MP, tiêu cự lên tới 26mm. Và lần đầu tiên, camera trên Oppo Reno có hỗ trợ chống rung OIS, cố định khung hình vững chắc và đảm bảo cho những cái thước phim hay là hình ảnh của mình luôn được sắc nét, không bị nhòe hay mờ. Tiếp theo là camera trên Oppo Reno 12 sẽ có góc rộng 8MP 112 độ và camera tele 50MP hỗ trợ zoom quang 2x, camera selfie 32MP cùng với độ phân giải lớn sẽ giúp các bạn có những thức ảnh cực kỳ sắc nét và trẻ trung nữa nha. Còn đối với Reno 12S sẽ có cam chính lên tới 50MP, camera góc rộng 8MP và camera macro 2MP, còn camera selfie sẽ là 32MP cùng vô vàn những tính năng hỗ trợ làm đẹp và rạng rỡ luôn nha. Nhung sẽ không nói quá là rườm rà về thông số trên camera của hai em máy này mà chúng ta phải test thử liền luôn nha. Nhung sẽ test cho mọi người xem hai trường hợp là đủ sáng và thiếu sáng đã bật chế độ làm đẹp cho hai em máy này, và đồng thời sẽ test cho mọi người xem từ camera chính, phụ, selfie. Và đây là kết quả của mình cho mọi người cùng nhìn ngắm nha. Phần quan trọng nhất tới rồi cả nhà ơi, đó chính là nhiếp ảnh AI được Oppo nhấn mạnh rất là nhiều khi mà cho ra mắt bộ đôi Oppo Reno 12 series năm nay. Hai em máy này được trang bị 3 tính năng mới nhất về AI của nhà Oppo và không cần phải sử dụng một cái app thứ ba nào hết. Đầu tiên là với tách nền thông minh AI, ví dụ như Nhung sẽ có một cái bức hình rõ chủ thể như thế này đây, sau đó chỉ cần chọn chủ thể và nhấn giữ như thế này thì AI sẽ tự động quét và tách nền ra như các bạn đã thấy ở đây. Các bạn có thể lưu, sao chép tùy ý luôn nha. Tiếp theo đó chính là AI Studio. Thì với cái tính năng này các bạn sẽ có một cái ứng dụng riêng biệt mà chúng ta không cần phải sử dụng qua một cái app ngoài hay là một cái app thứ ba nào hết. Nhung sẽ truy cập vô đây nè. Đây là giao diện của app và đây là tính năng AI có thể giúp các bạn biến thành những cái phiên bản khác của chính mình. Ví dụ như Nhung sẽ chọn một tấm hình của mình nha, rồi chọn dạng biến hình nè. Sau đó thì mình chỉ cần đợi một xíu xíu thôi. Úng ba la, và Nhung đã trở thành một cái phiên bản quá là cute và độc lạ lắm luôn nha, mà chỉ có Oppo mới có được thôi đó nha. Để các bạn có thể trải nghiệm được một cách hiệu quả về camera cũng như là tính năng AI trên hai em máy này một cách mượt mà thì Oppo đã trang bị cho hai em này một cấu hình cực kỳ khỏe, đủ mạnh để cân tất những cái tác vụ trên nha. Với Oppo Reno 12 thì chúng ta được trang bị con chip Diamond CP7300 Energy 5G, RAM 12GB và ROM 256GB, hỗ trợ thẻ nhớ 1TB. Còn đối với Reno 12S thì được trang bị con chip Diamond CP6300, RAM 8GB và ROM 256GB, có hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 2TB lận nha. Và Nhung cũng sẽ show cho mọi người AnTuTu của Reno 12 và Reno 12S lên cho mọi người cùng tham khảo luôn nha. Lưu ý là chỉ tham khảo thôi nha, con số này không thể nói lên được tất cả đâu. Đối với hai em máy này á, thì dung lượng lên tới 256GB, gần như là cần tất mọi tác vụ hàng ngày của cả nhà rồi, có khi là còn dư luôn ấy chứ. Nhung là một content creator quay dựng hàng ngày, đối với Nhung á, là 128GB là quá đủ rồi, 256GB là dư sức luôn nha. Mà nếu mà có thiếu thì mọi người yên tâm nha, vì hai em máy này đều có hỗ trợ gắn thẻ nhớ lên tới 1-2TB lận luôn đó nha. Lỡ mà đang xài chụp ảnh rồi chơi game mà hết pin ngang thì sao ta? Khó chịu ghê á, tí nữa là phải đi chơi rồi. Nhưng mà quên mất rằng là Oppo Reno 12 và Reno 12S có hỗ trợ sạc SuperVox siêu nhanh. Reno 12 có sạc nhanh SuperVox 80W, còn Reno 12S có sạc nhanh 45W, nên là chỉ cần cắm sạc một phát là xong luôn nha. Ngoài những tính năng vượt trội ở trên thì Oppo cũng rất là ưu ái khi mà trang bị cho hai em máy này chống kháng nước kháng bụi là IP65 cho Reno 12 và IP64 cho Reno 12S để mà các bạn có thể sử dụng ngoài trời mưa thoải mái luôn. Bây giờ Sài Gòn cũng đã vào mùa mưa lớn rồi nên là bây giờ cái việc mà kháng nước kháng bụi cũng rất là quan trọng khi mà mọi người lựa chọn mua điện thoại nha cả nhà. À mà nhắc tới trời mưa mới nhớ nha, ví dụ như mà mình đang đi ngoài đường mà lỡ có trời mưa mà tin nhắn tới, mình muốn lôi điện thoại ra để mà check tin nhắn thì mọi người ở đây ai cũng sẽ sợ là vừa nhắn tin vừa sử dụng màn hình á thì rất là dễ bị loạn cảm ứng đúng không? Thì đây, Oppo đã trang bị cho hai em máy này một cái tính năng cực kỳ hay ho, đó chính là kháng nước chống loạn cảm ứng. Giờ là xịt lên một vài giọt mưa chẳng hạn nè, không hề loạn nha, mọi người thấy chưa? Không hề bị loạn cảm ứng một chút nào hết á, và Nhung có thể thao tác rất là mượt mà trên hai em Reno 12 và 12S này một cách cực kỳ dễ dàng luôn. Tính ra là Nhung mới chỉ thấy là con Reno 12S và Reno 12
là có hỗ trợ tính năng cảm ứng kháng nước này thôi nha cả nhà. Nên là cái mùa mưa này mà mọi người đi ra đường á, mọi người có sử dụng em này ở dưới trời mưa. Ví dụ như mọi người đang làm việc nhà, tay mọi người đang bị ướt thì mọi người có lướt hay là thao tác trên máy á, thì cũng không có vấn đề gì hết trơn luôn nha. Cực kỳ mượn bà luôn nha. Và đó là tổng quan của Nhung về hai em máy mới nhất của nhà Oppo là Oppo Reno 12 và Oppo Reno 12S. Mọi người hãy để cho mình một comment xinh xinh ngay phía bên dưới. Đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của nhà FPT Shop. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye.